thần cấp ở rể Diệp Vô Phong. Chương 736, tất cả đều là người của nhà họ Triệu. Du Kinh Hồng vội vàng khoác áo đi xuống lầu, sau khi nhìn sắc mặt của Yến Phi, cô liền khoác áo lên người Yến Phi, trên đó có in một lá cờ hoa hạ. La Tử Đàn và những người khác lần lượt chạy tới, họ rất kinh ngạc khi nhìn thấy thi thể của Yến Phi, họ biết rằng họ đã che giấu rất kỹ rồi, họ không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như thế này. Rõ ràng là bọn họ đã che giấu thân phận, đối phương muốn tìm bọn họ cũng rất khó khăn, cho dù có tìm được, Yến Phi cũng nhất định có thể phát hiện và trốn thoát mới đúng. Mà bây giờ Yến Phi đã chết, nhất định là bởi vì Yến Phi không cảm giác được nguy hiểm, đối phương là một cao thủ, còn là cao thủ ám sát. Đội trưởng, chúng ta không thể chịu đựng nhẫn nhịn được nữa. La Tử Đàn căm phẫn nói. Du Kinh Hồng biết cái chết của Yến Phi chính là một ngòi nổ, nhà họ Triệu đã hoàn toàn đắc tội đến Cục Hồng Thuẫn, bởi vì sau khi giết thành viên của Cục Hồng Thuẫn, chuyện này chắc chắn không thể giải quyết đơn giản đâu GC. Nhưng cô biết rõ hơn rằng cái chết của Yến Phi không bao giờ có thể xác định là do nhà họ Triệu gây ra, bởi vì nhà họ Triệu muốn đối phó với Cục Hồng Thuẫn thì nhất định sẽ tiêu diệt toàn bộ đội của họ, nếu chỉ giết một người thì bọn chúng sẽ không làm. Du Kinh Hồng nghĩ đến điều này, hít sâu một hơi, trước tiên xử lý thi thể của Yến Phi, báo cáo chuyện này với Cục trưởng Cục Hồng Thuẫn. La Tử Đàn lập tức phẫn nộ, đội trưởng, chuyện này cô còn có thể chịu được sao? Cô có biết, hiện tại đồng đội của chúng ta đã bị giết, hung thủ vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật, chúng ta rõ ràng có thể làm gì đó cho Yến Phi, nhưng cô... Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Tử Đàn còn muốn nói điều gì đó, nhưng La Tử Nghiệp đã nắm lấy anh ta và lắc đầu với anh ta. Đương nhiên, La Tử Nghiệp cũng biết hiện tại mọi người đang tức giận, anh ta tin rằng Du Kinh Hồng cũng tức giận không kém bọn họ. Nhưng phải có lý do gì đó mới khiến Du Kinh Hồng không hành động ngay bây giờ. Cho nên bây giờ anh ta đang đợi lệnh của Du Kinh Hồng, cho dù Du Kinh Hồng đưa ra mệnh lệnh nào, anh ta cũng sẽ chấp nhận. La Tử Đàn cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi nhìn vào mắt La Tử Nghiệp, Du Kinh Hồng nói tiếp, bây giờ, xử lý thi thể của Yến Phi, tôi sẽ báo cáo chuyện này, nếu ai không phục thì có thể trực tiếp rời khỏi đội ngũ này. Du Kinh Hồng nói xong, đứng chờ cảnh sát đến hỏi chuyện. Hai người cảnh sát xuất hiện trước mặt bọn họ, cô ta trực tiếp giải thích đại khái tình hình. Phi Lục Dừng Dưng nói, nếu đã như vậy, các người về trước rồi chờ thông báo đi. Khi nào bắt được kẻ sát nhân, chúng tôi sẽ báo cho các người biết. Du Kinh Hồng gật đầu, vậy thì làm phiền rồi. Phi Lục thờ ơ nói, không phiền, nhưng các người cũng phải duy trì trạng thái có thể liên lạc bất cứ lúc nào, nếu không chúng tôi sẽ rất phiền phức nếu không liên lạc được với các người khi cần. Du Kinh Hồng rất hợp tác nói, chúng tôi sẽ luôn bật chuông điện thoại, và nếu không có tình huống gì xảy ra, chúng tôi sẽ không rời khỏi đây. Phi Lục nghe xong, rất hài lòng gật đầu rồi trực tiếp rời khỏi nơi này, còn Du Kinh Hồng trở về phòng và nói với mấy người La Tử Đàn, bây giờ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi đây. La Tử Đàn tò mò hỏi, là bởi vì những cảnh sát đó đều là người của nhà họ Triệu sao? Du Kinh Hồng lạnh nhạt nói. Rất có thể bọn bảo chúng ta giữ liên lạc chỉ là để theo dõi hành tung của chúng ta. Người của nhà họ Triệu đã biết chúng ta đang ở đâu, nếu chúng ta tiếp tục ở lại nơi này thì sẽ chỉ bị nhà họ Triệu bao vây lần nữa thôi. Hiện tại chúng ta tạm thời không có cách nào chống lại nhà họ Triệu, nên trước tiên phải rời khỏi nơi này. La Tử Đàn lập tức buồn bực hỏi, vậy còn thi thể của Yến Phi thì sao? Chẳng lẽ cô muốn vứt bỏ hắn sao? Du Kinh Hồng thờ ơ nói, cho dù không muốn vứt bỏ cũng không còn cách nào. Ở Cục Hồng Thuẫn thì tình huống nào cũng có thể xảy ra, cho nên nếu như không có loại nhận thức này thì tuyệt đối không thể làm gì được. La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi, anh ta đương nhiên biết chuyện này, nhưng anh ta vẫn không cam lòng. Sau khi Du Kinh Hồng thu dọn đồ đạc, cô ta hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài cùng những người trong đội của mình. Cô ta biết ngay cả bây giờ, người của nhà họ Triệu có lẽ đang theo dõi họ, nhưng cô ta không hề hoảng sợ. Dù sao cô ta biết rằng muốn thoát khỏi bọn chúng thì chỉ là một vấn đề rất đơn giản. Điều cô ta lo lắng là nhóm người khác. Charlie lúc này mới nở một nụ cười, nhìn tình hình xung quanh, anh ta chợt mỉm cười, tiếp theo mới là trò hay đây, ha ha ha, thật không ngờ cuối cùng bọn họ lại sợ hãi như vậy, ngay cả xác của đồng đội cũng không dám mang theo, đúng là quá hèn nhát. Phil thờ ơ nói, Cục Hồng Thuẫn vẫn còn rất mạnh. Du Kinh Hồng ban đầu được phong danh hiệu sát thủ trên trường quốc tế, sức mạnh ám sát của cô ta vẫn rất mạnh mẽ. Charlie nhún vai, tại sao tôi không biết thế? Phil lắc đầu, có thể là do cậu chưa trải qua loại chuyện đó.
Những ai đã trải qua thánh chiến đều biết rằng Du Kinh Hồng rất mạnh mẽ, và đội trưởng cục Hồng Thuẫn trước đó cũng vậy, mạnh đến mức cho dù bị thương nặng cũng có thể liều mạng với mười mấy cao thủ cảnh giới chiến thần. Charlie bật cười ha hả, đáng tiếc là tôi chưa trải qua loại chuyện này, không biết thực lực của bọn hắn thế nào, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ ở mức trung bình mà thôi, ngay cả khi đồng đội của mình bị như thế mà có thể yên tâm rời đi, nếu là tôi thì tôi không làm được đâu. Phiêu cười nói, vậy nếu họ ở lại thì chỉ như đang chờ chết thôi, hiện tại bọn họ đi hay không đi cũng chẳng khác gì cả. Charlie bật cười, đương nhiên, chuyện này tôi vẫn luôn biết, dù sao thì nhà họ Triệu cũng biết vị trí của họ rồi. Phiêu nhướng mày, mặc dù nhà họ Triệu sẽ ra tay chống lại cục Hồng Thuẫn, nhưng chúng ta thực sự có thể giết Du Kinh Hồng mà không cần họ. Charlie cười và nói, có người hỗ trợ thì tất nhiên sẽ tốt hơn rồi, dù sao bên kia cũng không biết về chúng ta. Phiêu gật đầu, bất luận như thế nào, dù sao bọn họ có thể tiêu diệt đám người Du Kinh Hồng, thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó quay về nhất định sẽ có phần thưởng. Charlie gật đầu, tất nhiên, dù sao chúng tôi tới đây cũng chính là vì nhiệm vụ này mà. Lúc này, hai người bọn chúng nhìn đám người Du Kinh Hồng lần lượt rời đi, bọn cả hai đột nhiên nở nụ cười, bọn chúng đều biết chỉ cần đi theo đám người Du Kinh Hồng là có thể cùng người đồng hành của mình bao vây họ lại. Chỉ cần bao vây bọn họ, đương nhiên sẽ có thể tiêu diệt đám người Du Kinh Hồng tốt hơn. Chương 737, tốc độ rất nhanh. Họ đều biết rằng các thành viên khác của Adra đang chờ tin tức của họ, một khi họ báo vị trí của Du Kinh Hồng thì đám người đó sẽ lập tức hành động. Adra có thể nói là có chút danh tiếng ở quốc tế vì hiệu suất làm việc rất cao, mặc dù không có cao thủ tọa trấn nhưng chỉ cần có lệnh là có thể chấp hành mệnh lệnh trong thời gian nhanh nhất. Và tất cả các thành viên sẽ tin tưởng tuyệt đối vào người bạn đồng hành của mình. Du Kinh Hồng đã cảm nhận được có người đang theo dõi họ, mặc dù không biết đó là người nhà họ Triệu hay tổ chức khác, nhưng tất cả đều sẽ bất lợi cho họ. Sau khi một nhóm người rời khỏi khu vực trung tâm thành phố, Du Kinh Hồng dẫn họ vào một khu chung cư rất cũ. Cô ta nói với Hồng Á Phương, xung quanh đây chắc là cũng có camera, tôi muốn cô lấy video hình ảnh trên đó ra, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đang theo dõi chúng ta. Hồng Á Phương nhanh chóng lấy máy tính ra, lập tức khống chế các camera giám sát xung quanh, lúc này Du Kinh Hồng có thể nhìn thấy tất cả tình hình bên ngoài khu chung cư. La Tử Đàn lo lắng nói, mặc dù hiện tại chúng ta có thể theo dõi bên ngoài, nhưng trên thực tế, đội trưởng, cô nên biết rằng bên kia cũng biết chúng ta đang ở nơi này. Họ sẽ bao vây khu chung cư này trước, đến lúc đó làm sao chúng ta có thể thoát khỏi nơi này chứ? La Tử Nghiệp cũng nghi ngờ nhìn Du Kinh Hồng, nhưng Du Kinh Hồng thờ ơ nói, từ phía sau, chúng ta đương nhiên không thể ở trong khu chung cư này. Sau khi nghe xong, La Tử Nghiệp nói, có cần tôi chuẩn bị vài cái bẫy không? Du Kinh Hồng lắc đầu, không cần, nơi này tuy là khu dân cư cũ, nhưng vẫn có người sinh sống. Nếu đặt bẫy trong khu này sẽ làm hại người vô tội. La Tử Nghiệp nghe xong chỉ có thể bó tay, anh ta cũng biết rằng nếu thật sự giăng ra một cái bẫy trong khu chung cư, những người bị tổn thương không chỉ là một nhóm sát thủ mà còn là những cư dân của khu chung cư. Nhưng tôn chỉ của cục Hồng Thuẫn luôn là làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, họ không cần phải kiêng kỵ lo lắng nhiều, nếu phải hy sinh một số người để đạt được mục tiêu thì họ có quyền quyết định sống chết của những người bình thường. Tuy nghe có vẻ phi nhân tính nhưng thực tế họ đều biết rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có nhiều người bị giết hơn nữa. Chính vì điều này mà họ chỉ có thể hy sinh một số ít người để đạt được mục đích cứu được nhiều người hơn. Du Kinh Hồng dẫn đám người La Tử Đàn đến một cánh cửa khác, khu chung cư này có cửa sau, tường tre của khu chung cư này rất ngắn nên họ rất dễ dàng trèo qua tường và đi ra ngoài. Chỉ là lúc này Du Kinh Hồng không định trực tiếp ra ngoài, cô muốn đợi những người đó lộ diện rồi mới tiếp tục đi đến một nơi khuất hơn cùng đội của mình. Nhưng ngay lúc này, màn hình hiển thị của camera khiến cô cau mày, bởi vì cô đã thấy hơn một chục người đang tiến vào khu chung cư. Hơn nữa còn có hơn chục người canh cửa sau của khu chung cư. Tốc độ của đối phương rất nhanh, Du Kinh Hồng kinh ngạc nói. Người của nhà họ Triệu chắc hẳn không thể phản ứng nhanh như vậy, đó là người của tổ chức khác. La Tử Đàn nghĩ đến điều này, nhanh chóng nhận ra chuyện xảy ra với Yến Phi không hẳn là do người nhà họ Triệu làm. Anh ta kinh ngạc nhìn Du Kinh Hồng. Nhưng Du Kinh Hồng lại thờ ơ nói, loại chuyện này rất bình thường, cũng không phải không có khả năng người của tổ chức khác giết chết Yến Phi rồi giá họa cho nhà họ Triệu, bọn họ có thể đứng xem chúng ta khiêu chiến với nhà họ Triệu rồi làm ngư ông đắc lợi. La Tử Đàn nghiến răng nghiến lợi, những tên khốn đó có phải là quá kiêu ngạo rồi không, tôi nhất định sẽ không buông tha cho bọn hắn.
Du Kinh Hồng chỉ lạnh nhạt nói, đừng nói những lời độc ác này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là sống sót trước đã. Nếu ngay cả cơ hội sống cũng không có thì nói mấy chuyện báo thù đó nghe nực cười lắm. Tất nhiên La Tử Đàn biết những gì Du Kinh Hồng nói rất hợp lý, nhưng anh ta vẫn không cam lòng. Du Kinh Hồng nói, nhưng bây giờ là lúc chiến đấu với chúng. Có thể giết thì cứ giết. Hiện tại những người của tổ chức này đã bao vây cả cũng không phải không có khả năng, cuối cùng bọn họ cũng sẽ phải chiến đấu chống lại những người của tổ chức này. Cả đội đang tràn đầy sát khí, trong lòng bọn họ đều muốn báo thù cho Yến Phi. Bây giờ là một cơ hội, tất cả đều biết rằng cơ hội này khá khó khăn. La Tử Đàn lấy súng lục của mình ra, còn La Tử Nghiệp thì lau chùi cây súng bắn tỉa của mình, trong mắt toàn là sự khó chịu bực dọc. Cả nhóm vội vã đi về phía trước, nhanh chóng đến cửa sau, lúc này Charlie đang canh cửa sau, Charlie mang theo một khẩu súng bắn tỉa và đang nhắm vào cửa sau. Anh ta biết lựa chọn duy nhất của đám người Du Kinh Hồng là đi ra qua cửa sau này, bởi vì các bức tường khác đều có lỗ hổng, nếu đi ra từ những nơi đó thì nhất định sẽ trở thành bia ngắm bắn sống. Thậm chí còn không có một công sự che chắn, có thể tưởng tượng được kết quả cuối cùng, bởi vậy không cần nói cũng biết, đám người Du Kinh Hồng chỉ có thể trốn thoát từ cửa trước và cửa sau. Cửa trước có Phil, và cửa sau có anh ta. Charlie mỉm cười, lần này, dù thế nào, các người cũng không thể thoát khỏi tay chúng tôi đâu. Lúc này, thông qua khẩu súng bắn tỉa, anh ta đã nhìn thấy bóng của Du Kinh Hồng và một số người khác, tất nhiên, người bên kia rất giỏi tìm chỗ ẩn nấp. Vì vậy anh ta nhất thời không thể nào nổ súng, vì vậy anh ta chỉ có thể tiếp tục chờ đợi cơ hội. Ra rồi sao, cuối cùng thì các người vẫn phải xuất hiện, kết quả của việc đi ra bằng cửa sau chính là bị tôi giết đấy. Charlie nở nụ cười tự mãn, trong khi đám người Du Kinh Hồng đang dựa vào vách tường bên cạnh cửa, họ biết ở bên ngoài nhất định có người. Đối phương đã bao vây bọn họ rồi, nhất định sẽ không để bọn họ đi dễ dàng như vậy. Tốc độ của đối phương rất nhanh. Đây là điều tôi thật sự không ngờ tới, nhưng cũng cho thấy số lượng của bọn họ không nhiều, nếu có quá nhiều người, tuyệt đối không thể đạt được tốc độ này. Du Kinh Hồng nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại của họ. Dù đã bị bao vây nhưng đối với họ lúc này vẫn chưa phải là ngõ cụt, vì nếu họ không đi ra thì đối phương cũng không thể làm gì được họ. Trong thời gian ngắn, bọn họ vẫn được an toàn. Và họ có thể dùng thời gian này để nghĩ cách đột phá. Du Kinh Hồng hít sâu một hơi. Sau đó nhìn tình hình xung quanh, cô nói với La Tử Nghiệp, chuyện bắn tỉa giao cho cậu, tôi tin bên ngoài nhất định có người bắn tỉa, anh ta đang để mắt tới chúng ta như hổ rình mồi, cậu tìm một nơi cao, có thể giết chết đối phương là tốt nhất. La Tử Nghiệp gật đầu, lão đại, nếu tôi giết những tay súng bắn tỉa đó, các người có thể xông ra ngoài trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình. La Tử Đàn lo lắng nhìn La Tử Nghiệp, nhưng La Tử Nghiệp lại lắc đầu, không sao đâu. Một tay súng bắn tỉa như em thì việc đào tẩu rất dễ dàng, dù sao em rất am hiểu việc ngụy trang mà. Chương 738, không định ra tay. Du Kinh Hồng gật đầu, được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, tôi sẽ giao nhiệm vụ bắn tỉa và bảo vệ phía sau cho cậu. La Tử Nghiệp nhếch môi và nói, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giết tên bắn tỉa đó. Lúc này bên ngoài đột nhiên có một hồi náo động khiến Du Kinh Hồng rất tò mò. Cô vội vàng đưa tay ra hiệu cho La Tử Nghiệp và bảo La Tử Nghiệp đợi một lát. Lúc này Charlie ở ngoài kinh hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài còn có người ra tay với bọn chúng. Chi viện của Cục Hồng Thuẫn đã tới sao? Nhưng không thể nào chứ, không phải bọn họ không có chi viện sao? Hiện tại bên quân khu còn không biết những chuyện xảy ra bên này, tuyệt đối sẽ không tới nơi này mới đúng, rốt cuộc là ai chứ? Charlie không hiểu tình hình lúc này. Rõ ràng vừa rồi tình thế vẫn nghiêng về phía bọn chúng, sao trong nháy mắt bọn chúng lại trở thành người bị bao vây chứ? Tên khốn khiếp, ai đã phục kích xung quanh hả? Charlie tóm lấy một trong những thuộc hạ của mình, đi tìm những người hỗ trợ đó cho tao. Tên thuộc hạ gật đầu rồi vội vàng bước ra ngoài, nhưng vừa mới xoay người, một viên đạn đã xông tới giết chết tên thuộc hạ. Viên đạn bắn xuyên qua đầu hắn ta. Sắc mặt Charlie thay đổi rất nhiều, anh ta vội vã tìm chỗ ẩn nấp. Anh ta không bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có người bắn tỉa mình ở nơi này. Anh ta vẫn không hiểu, đáng lẽ họ phải bắn tỉa người khác, kết quả bây giờ tình thế lại xoay ngược, chắc chắn không phải điều anh ta dự đoán được. Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Phil, kinh ngạc hỏi, Phil, bên anh có kẻ địch không? Lúc này Phil đang canh giữ cổng chính, nghe thấy lời nói của Charlie thì cau mày, vội hỏi, ý của anh là gì? Tôi thực sự không hiểu. Bên tôi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Du Kinh Hồng đâu cả.
Charlie nhanh chóng nói, không phải Du Kinh Hồng, mà là một nhóm người khác. Phiêu càng khó hiểu, vậy thì tôi không biết. Hiện tại bên phía tôi không phát hiện điều gì cả. Sao vậy, các người đã bị một nhóm người khác tấn công rồi sao? Charlie giận dữ nói, đúng vậy, tình hình hiện tại là chúng tôi vẫn không thể tìm ra vị trí của họ. Đây là điều tồi tệ nhất, tôi thực sự rất tức giận, tại sao lại có người giúp đỡ vào lúc này chứ? Chi viện của Cục Hồng Thuẫn sao? Phiêu thờ ơ nói, vậy thì có cần tôi đi qua giúp anh không? Nhưng nếu tôi qua thì ở đây sẽ không có người canh giữ. Nếu Du Kinh Hồng đi qua bên này thì sẽ trốn thoát thành công. Charlie nhanh chóng nói, bây giờ Du Kinh Hồng đang ở bên chúng tôi, có lẽ sẽ không đi qua cổng chính đây, cho nên dù anh có đi qua, bọn họ cũng sẽ không thể chạy thoát. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tôi không biết đối phương đang ở đâu. Hơn nữa kỹ thuật bắn súng của đối phương rất chuẩn xác, bất cứ ai xuất hiện vào lúc này đều sẽ bị bắn nổ đầu. Phiêu có chút kinh ngạc nói, có thể khiến anh nói ra những lời như vậy, xem ra đối phương rất mạnh, tình huống bên người ước chừng rất khó khăn, nếu đã như thế thì tôi sẽ qua bên anh trước, để xem rốt cuộc là ai đối đầu với chúng ta. Charlie nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh lên, nếu tìm được bọn chúng thì để lại một tên còn sống, tôi muốn biết rốt cuộc ai đến cứu Cục Hồng Thuẫn. Phiêu nở nụ cười, tôi biết rồi, dù sao chúng ta cùng nhau làm việc nhiều năm như vậy rồi mà. Phiêu nói xong liền cúp điện thoại, sau đó đưa người của mình đi vòng ra cửa sau, nhưng vừa mới định đi tìm đám Đường Trảm đã xuất hiện ở trước mặt bọn chúng. Đường Trảm đứng giữa đường, dửng dưng nhìn Phiêu. Lúc này, sau khi nhìn thấy Đường Trảm, trên mặt Phiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ người mình sắp đối mặt lại thực sự là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn. Anh ta nhanh chóng dừng lại, lúc này cuối cùng anh ta cũng biết Charlie đã gặp ai, sở dĩ khó khăn là vì đối thủ rất mạnh. Mà bây giờ anh ta thậm chí không có dũng khí nổ súng, bởi vì anh ta biết nếu nổ súng, kết quả cuối cùng sẽ là chết dưới tay Đường Trảm. Anh ta biết Đường Trảm có uy lực như thế nào và Đường Trảm có thể có thủ đoạn tấn công gì, anh ta chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ rồi vội vàng đi lên, nhưng cũng không dám đến quá gần Đường Trảm, hóa ra là tứ đại thiên vương của Long Môn. Tôi còn tưởng là ai có thể khiến Charlie thành như thế này chứ? Đường Trảm dửng dưng nói, làm sao vậy, các người không định động thủ sao? Phiêu nhanh chóng lắc đầu, chúng tôi đều biết thực lực của tứ đại thiên vương của Long Môn mà. Loại thực lực này nhất định không phải thứ chúng tôi có thể chống lại, cho nên chúng tôi đầu hàng, vô luận như thế nào, chúng tôi cũng không có cách nào đánh bại được anh cả. Đường Trảm cười nói, đừng nhát gan như thế, anh cũng biết mục đích tôi tới đây là gì. Hơn nữa các người đã biết tôi đang ở Hoa Hạ, cho nên tôi không thể để cho các người rời khỏi Hoa Hạ được. Sắc mặt Phiêu thay đổi rất nhiều, anh ta biết ý của Đường Trảm, đương nhiên anh ta đoán được rồi. Đường Trảm rõ ràng là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn, từ khi Diệp Tư lệnh rời đi, cả Long Môn sắp sụp đổ, đương nhiên anh ta biết điều này. Nhưng anh ta cũng biết mặc dù Long Môn sắp sụp đổ thì tuyệt đối không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Điều quan trọng nhất là thực lực của Đường Trảm vẫn ở đây. Uy danh của tứ đại thiên vương vẫn còn đó, không biết là phải giết bao nhiêu người, trên tay dính bao nhiêu máu mới có thể có được uy danh đó. Mặc dù bây giờ Đường Trảm trông giống như một đứa em trai nhỏ bên nhà, nhưng anh ta biết khi Đường Trảm giết người, tuyệt đối sẽ không bao giờ nương tay. Nhưng lúc này nghe xong lời của Đường Trảm, anh ta lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, Đường Trảm, tuy rằng tôi biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng anh tự mình nghĩ đi, nếu lúc này anh ra tay với tôi, có phải là hơi quá đáng rồi không? Dù sao chúng ta đều ở dưới trướng Long Môn mà. Đường Trảm cười khúc khích, các người ở dưới trướng Long Môn sao? Tại sao tôi không biết, tất cả những gì tôi biết là các người chỉ là thuộc hạ của Lộ Á, tôi nói đúng không? Những việc làm bia đỡ đạn này đều là do đám Adra các người làm, dù sao mấy nhiệm vụ không mang tính kỹ thuật và khiêu chiến đều được giao cho các người mà. Đương nhiên Đường Trảm biết tuy nói Adra này là tổ chức dưới trướng Long Môn, nhưng trên thực tế cũng chỉ nghe lời một mình Lộ Á. Các thiên vương khác dù có nói gì thì chúng cũng không nghe. Đây là chân chó của Lộ Á, và bây giờ trong thời khắc sinh tử này, Phiêu lại lôi chuyện bọn họ đều ở dưới trướng Long Môn ra nói chuyện. Cho nên bây giờ anh nói các anh là tổ chức dưới trướng Long Môn, tôi thật sự không đồng ý. Dù sao thì cho tới nay tôi thật sự không có yêu cầu các người làm một nhiệm vụ nào cả. Đường Trảm lấy ra một khẩu súng lục. Chương 739, hỗ trợ đúng lúc. Vẻ mặt của Phiêu rất sợ hãi. Nhưng vẫn nhanh chóng nói, nếu anh giết tôi, bên Lộ Á sẽ biết chuyện, hắn sẽ đích thân đến lúc đó anh cũng sẽ bị bại lộ thôi. Đường Trảm lạnh lùng nhún vai, anh nói cũng có vẻ hợp lý,
nhưng nếu tôi để cho anh đi, hắn sẽ biết nhanh hơn, vậy nên thật ngại quá, các người vẫn phải chết thôi. Phiêu nghe xong liền giống lên, lên cho tao, tản ra. Tất cả mọi người lập tức tản ra, nhưng ngay lúc Phiêu định đối đầu trực diện với Đường Trảm thì một vài tiếng nổ vang lên, khi Phiêu quay đầu nhìn sang thì phát hiện thuộc hạ của mình đã bị đánh bom. Yêu tử xuất hiện bên cạnh Đường Trảm, lãnh đạm nói, xong rồi. Đường Trảm gật đầu, vất vả cho cậu rồi. Nếu không có cậu, tôi thật sự không thể xử lý bọn chúng dễ dàng như vậy được, dù sao cũng phải mất một chút thời gian. Yêu tử chỉ nhún vai, anh khiêm tốn quá rồi. Đường Trảm không quan tâm đến yêu tử nữa, anh ta biết yêu tử đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bây giờ đến lượt anh ta ra tay. Anh ta chĩa khẩu súng lục về phía Phiêu, lúc này Phiêu đã không còn ý định chiến đấu nữa, nếu bên cạnh còn có người đồng hành thì anh ta còn có chút dũng khí, nhưng thuộc hạ của anh ta đã trúng bom chết, hiện tại chỉ có một mình anh ta chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường, đương nhiên không thể chống lại Đường Trảm. Tất cả mọi người trong vòng kết nối của họ đều biết sát thủ như bọn họ cũng được phân loại, từ thấp đến cao là FEDCBAS. Mà Đường Trảm nhất định thuộc về thực lực cấp S, nên anh ta biết mình không thể nào là đối thủ của Đường Trảm. Anh ta rơi vào tuyệt vọng, nhưng trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ cách để sống sót. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, anh ta cũng không thể ngờ rằng mình lại vô dụng như vậy. Anh ta không hề có gì giá trị để đổi lấy mạng sống của mình. Đường Trảm dửng dưng nói, thật sự xin lỗi, lần này tôi chỉ có thể khiến anh chết, dù sao tôi cũng không muốn người khác biết tôi đang ở Hoa Hạ nhanh như vậy, quan trọng nhất là tôi không muốn người khác biết rằng Diệp Tư Lệnh cũng đang ở Hoa Hạ. Khi Phiêu nghe đến Diệp Tư Lệnh, đồng tử của anh ta co rút lại, lập tức giơ súng tiểu liên lên, nhưng một viên đạn đã nhanh chóng bắn xuyên tim anh ta. Anh ta kinh ngạc nhìn Đường Trảm, lúc này Đường Trảm mới cất khẩu súng lục đi, sau đó cười cười nhìn yêu tử. Yêu tử nói, tiểu yêu vẫn đang ngắm bắn ở bên kia. Đường Trảm nhún vai, đây chỉ là trò mèo vờn chuột, không sao cả, cứ để bọn họ vui vẻ đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tôi đoán chắc đám người Du Kinh Hồng sẽ sớm đi ra thôi. Yêu tử gật đầu và đi theo Đường Trảm rời đi. Du Kinh Hồng hết sức khiếp sợ, bởi vì cô nghe thấy tiếng súng liên tục vang lên, dường như một cuộc chiến đã bắt đầu ở bên ngoài. Nhưng cô biết bọn họ không hề có chi viện, không ai đến giúp họ cả. Vậy lúc này điều gì đang xảy ra vậy chứ? Lão đại, hình như bên ngoài có đánh nhau. La Tử Đàn đã nghe thấy bên ngoài có tiếng súng, thậm chí có tiếng nổ ở phía xa, nhưng tất cả những điều này đều khiến bọn họ rất tò mò. Họ không biết ai đang giúp họ. Chẳng lẽ là người của nhà họ Triệu đánh nhau với người của tổ chức đó sao? La Tử Đàn có chút nghi ngờ hỏi. Du Kinh Hồng lắc đầu, không phải đâu. Nếu là như vậy, hai bên lẽ ra đã đánh nhau trong lần bao vây trước rồi. La Tử Đàn kinh ngạc nói, vậy thì rốt cuộc bọn họ là ai chứ? Du Kinh Hồng lắc đầu, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại là cơ hội để chúng ta chạy trốn, chúng ta còn có cơ hội đánh trả. Đương nhiên La Tử Đàn biết điều này, nếu thật sự bên ngoài có hỗ trợ, vậy thì bọn muốn đột phá ra ngoài là chuyện rất dễ dàng. Du Kinh Hồng lấy súng bắn tỉa ra, sau đó nói với La Tử Đàn, đi theo tôi, chúng ta sẽ đột phá vòng vây ngay bây giờ, nếu cứ kéo dài thời gian. Nhà họ Triệu sẽ đến đây, đến lúc đó sẽ càng khó khăn hơn. Mọi người gật đầu, lấy vũ khí của mình ra, hít sâu một hơi, Du Kinh Hồng dẫn đầu xông ra ngoài trước, tốc độ của cô ta rất nhanh, trong nháy mắt, cô ta đã vọt ra xa hơn 10 mét rồi. Tốc độ này tuyệt đối khiến tất cả mọi người kinh ngạc, ngay cả Charlie cũng rất kinh hãi, nhưng Charlie đã nhấc ngay khẩu súng bắn tỉa trong tay lên, sau đó bắn thẳng vào Du Kinh Hồng, nhưng viên đạn này lại bị bắn trượt. Du Kinh Hồng không chỉ có tốc độ rất nhanh, mà động tác tay chân của cô ta cũng rất quỷ dị, rất khó để tập trung nhắm chúng. Vì Charlie không thể đoán được vị trí tiếp theo của Du Kinh Hồng, nên anh ta không thể bắn chúng được. Điều này giúp Du Kinh Hồng có cơ hội thở phào, Du Kinh Hồng cũng phát hiện ra vị trí của Charlie, giơ súng bắn tỉa lên và bắn. Viên đạn làm xước bức tường đá và làm bị thương cánh tay của Charlie, Charlie kinh ngạc ôm lấy vết thương, vừa rồi anh ta đã né tránh hết cỡ. Nhưng tốc độ nổ súng của Du Kinh Hồng vẫn nhanh hơn tưởng tượng của anh ta. Đó là lý do anh ta không có thời gian để che giấu toàn bộ cơ thể của mình phía sau lớp che chắn, anh ta nghiến răng nghiến lợi, những tên đàn em khác đều rất thận trọng đánh giá xung quanh, bởi vì bọn chúng biết xung quanh không chỉ có Du Kinh Hồng, mà còn có một đội ngũ khác. Bọn họ lúc này đều kinh hãi, đội bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào.
Charlie nghiến răng nói với thuộc hạ, tên khốn, tìm tên bắn tỉa đó cho tao, tao muốn biết ngay vị trí của tên bắn tỉa đó. Vài tên thuộc hạ gật đầu, sau đó có người trực tiếp đi ra, lộ ra trước tầm mắt của tên bắn tỉa, nhưng sau khi tên thuộc hạ này đi ra, không có viên đạn nào bắn chết hắn ta cả. Nhất thời mọi người đều có chút bối rối, rõ ràng vừa rồi tên bắn tỉa vẫn là bắn vào bọn họ, lúc này đồng bọn lộ ra ngoài, nhưng lại không bị đạn bắn. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Sau một lúc chờ đợi, một trong những thuộc hạ nói với Charlie, lão đại, tên bắn tỉa đó hình như đã bỏ đi rồi. Charlie nghiến răng, thấy thuộc hạ bị lộ ra vẫn bình an vô sự, anh ta tức giận nói, đồ ngu, đó là bởi vì người ta biết bọn mày muốn làm gì, hắn không muốn tiết lộ vị trí của mình, cho nên mới không bắn đấy. Mấy tên thuộc hạ đều sững sờ, bọn họ không ngờ đối phương lại cẩn thận như thế. Chương 740, tạm thời an toàn. Charlie hít một hơi thật sâu, biết rằng bây giờ anh ta đang ở trong tình thế rất khó xử, hiện tại anh ta muốn lui ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Anh ta chỉ có thể ở phía sau tảng đá lớn này, bị những tảng đá lớn vây quanh, chỉ cần bọn hắn không muốn đi ra ngoài thì người ta không có cách nào giết bọn hắn được. Nhưng điều đáng xấu hổ nhất là mặc dù bên trong này họ rất an toàn nhưng xung quanh lại không có thứ gì che chắn, nếu thoát ra ngoài thì sẽ bị lính bắn tỉa hạ gục ngay. Charlie nhìn cấp dưới của mình một cách cáu kỉnh, mà vào lúc này, tên thuộc hạ đang lộ diện đột nhiên bị một viên đạn bắn xuyên đầu. Tất cả thuộc hạ vội vàng nhìn người bạn đồng hành đã chết này, nhanh chóng phân tích đạn đạo. Nhưng Charlie giận dữ nói, các người không biết Su Kinh Hồng đã bắn phát súng này sao? Tên bắn tỉa kia vẫn không hề nổ súng. Tất cả những người đồng hành đều rất sốc, tất nhiên, họ không ngờ rằng Su Kinh Hồng đã bắt đầu tấn công họ vào lúc này. Charlie biết điều tồi tệ hơn là toàn bộ đội của Du Kinh Hồng đã rời khỏi khu chung cư, và Phil vẫn chưa đến đây, điều đó có nghĩa là bên Phil đã xảy ra chuyện gì đó. Vừa rồi anh ta cũng đã nghe thấy tiếng nổ, anh ta cảm thấy âm thanh này không hề đơn giản. Chính vì biết chuyện này nên anh ta mới bất an như thế, hiện tại anh ta càng cảm thấy Phil đã bị đối phương giết chết. Bây giờ anh ta đã tứ cố vô thân. Anh ta hít sâu một hơi, biết hiện tại muốn ra khỏi nơi này thì nhất định phải mạo hiểm. Anh ta liền nhanh chóng nói với thuộc hạ, mọi người tụ tập thành một đoàn, chúng ta xông ra ngoài. Tất cả thuộc hạ bao vây Charlie, họ biết rằng chỉ có cách này thì lão đại mới có thể sống sót thoát ra được, nếu không hy sinh thì tuyệt đối không có cách nào rời khỏi nơi này. Nếu không đoàn kết, tất cả mọi người sẽ không có cách nào đi ra khỏi nơi này, nhưng nếu đoàn kết, tuy rằng sẽ có hy sinh, nhưng ít nhất sẽ không toàn quân bị diệt. Đây là một sự đánh đổi cần phải thực hiện. Sau khi một nhóm người bao vây Charlie, họ lao ra ngoài, nhưng ngay khi họ lao về phía trước, một viên đạn đã trực tiếp găm thẳng vào đầu Charlie, lần này vẫn là do một tay bắn tỉa ẩn nấp trong bóng tối làm. Charlie không bao giờ ngờ rằng mình sẽ chết như thế này, anh ta luôn nghĩ mình có thể thành công thoát khỏi nơi này. Nhưng bây giờ anh ta đã biết mình quá ngây thơ rồi, và kết quả cuối cùng của sự tính toán sai lầm là anh ta đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lúc này, khi những người khác nhìn thấy Charlie đã chết, tất nhiên là muốn giải tán, nhưng bọn họ đều biết sau sự việc này, bọn họ thật sự giống như chó nhà có tang, chỉ có thể ở lại Hoa Hạ, bởi vì nếu bọn họ rời khỏi Hoa Hạ, Adra sẽ không bỏ qua cho họ, nhiệm vụ của họ đã thất bại, hai thủ lĩnh đã chết cả rồi. Thế mà bọn họ vẫn còn sống, đương nhiên sẽ không tồn tại loại chuyện này, lão đại của Adra sẽ không để những tên đàn em này tiếp tục ở lại thế giới này. Vì vậy, những gì họ có thể lựa chọn cuối cùng là rời khỏi nơi này và tiếp tục ở lại Hoa Hạ, sau đó trở thành những người nhập cư trái phép bình thường và sống một cách thấp thỏm lo sợ ở Hoa Hạ. Chỉ là lúc này La Tử Đàn đã xuất hiện trước mặt bọn họ, súng tiểu liên trong tay anh ta đã liên tục bắn về phía bọn họ. Bây giờ các người muốn rời khỏi nơi này à? Lúc các người giết Yến Phi, sao lại không nghĩ tới hậu quả này? La Tử Đàn tức giận giết hết tất cả đám người này. Tiểu yêu thấy đám người Du Kinh Hồng thuận lợi đi ra, lập tức thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Du Kinh Hồng lúc này không quan tâm lắm, có lẽ cô ta cũng đoán được ai đang bảo vệ mình, cô ta nói với La Tử Nghiệp, đi tìm một chiếc xe qua đây. Chúng ta cần phải ra khỏi nơi này bằng xe hơi. La Tử Nghiệp vội vàng bước ra ngoài, tìm xe ở nơi này tương đối dễ dàng, anh ta cũng biết trộm cắp là không tốt, nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì không còn cách nào cả. Sau khi chiếc xe lao tới, cả nhóm Du Kinh Hồng lập tức lên xe rời khỏi khu chung cư. Đội của Đường Trảm trở lại nơi họ ở, Tiểu Yêu mỉm cười nói với Đường Trảm, lão đại, nhiệm vụ lần này của chúng ta hoàn thành khá tốt,
hay là chúng ta đi theo đám người du kinh hồng đi? Đường Trảm lắc đầu, quên đi, nếu bây giờ đi theo thì sẽ bị phát hiện, chi bằng nghỉ ngơi ở đây trước đi, dù sao tôi cũng đã lắp định vị trên xe họ lái đi rồi, bọn họ đi đâu thì tôi cũng sẽ biết. Chiếc xe mà La Tử Nghiệp tìm được cũng là do Đường Trảm tự mình sắp xếp ở nơi đó, lúc này nhìn vị trí trên điện thoại, anh ta mỉm cười, ít nhất bây giờ anh ta có thể biết được bọn họ đã đến khu vực khác. Bọn họ vẫn còn muốn đến một nơi phồn hoa náo nhiệt sao? Đường Trảm kinh ngạc nói. Nghe xong lời này, Tiểu Yêu nhún vai, tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp nổ súng, dù sao đồng đội Yến Phi của bọn họ đã chết ở nơi này rồi, tuy rằng không phải do nhà họ Triệu làm, nhưng nói chung bọn họ đến nơi này là để hạ bệ nhà họ Triệu, cho nên đương nhiên nhà họ Triệu cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Đường Trảm thờ ơ nói, không cần biết bao nhiêu, nhưng ít nhất cậu cần biết rằng hiện tại kẻ thù của chúng ta là Adra, chúng ta trước tiên phải giết hết người của Adra, sau đó sẽ che giấu thân phận của chính mình. Tuyệt đối không thể để tổ chức khác biết chúng ta đang ở đây. Tiểu Yêu gật đầu, yên tâm đi lão đại, chúng tôi vẫn luôn che giấu danh tính, hơn nữa tôi cũng là một tay súng bắn tỉa, vừa rồi tôi đã giết nhiều người như vậy, nhưng họ vẫn chưa tìm ra vị trí của tôi. Đường Trảm gật đầu, cũng đúng. Tiểu Yêu tiếp tục, nhưng lão đại, ông nói xem hiện tại Tư lệnh Diệp đang làm gì vậy? Chúng ta đều đã ở Tây Sơn lâu như vậy, anh ấy vẫn luôn ở nơi này, vậy tại sao lại không đi gặp chúng ta? Đường Trảm thờ ơ nói, cái này cậu không hiểu đâu, việc lão đại cần làm bây giờ chính là ẩn nấp, nếu nhà họ Triệu ra tay, anh ấy có thể xuất hiện như một biến số, như vậy không phải là sẽ dễ dàng đánh bại nhà họ Triệu hơn à? Tiểu Yêu đột nhiên bừng tỉnh, còn nói thêm, nhưng nếu như vậy thì không phải anh ấy đã trốn quá lâu rồi sao, nếu chiến đấu trực diện với nhà họ Triệu, hẳn là có thể tiêu diệt nhà họ Triệu nhanh hơn, đúng không? Dù sao anh ấy cũng là Tư lệnh Diệp mà. Đường Trảm vỗ vỗ đầu Tiểu Yêu, cậu quên tình hình hiện tại của lão đại rồi à, bây giờ anh ấy có thể tùy tiện ra mặt được sao? Hiện tại anh ấy đã không còn hợp tác với Cục Hồng Thuẫn nữa, nếu bây giờ xuất hiện thì phải dùng thân phận gì chứ? Bây giờ Tiểu Yêu mới nhớ ra còn có chuyện như vậy, cười khẩy nói, Cục Hồng Thuẫn kia đúng là lợi hại, dám đối xử với Tư lệnh Diệp của chúng ta như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 740.